thể đó. Con này nhỏ quá, bị ấn đời sai con này chắc là có bài sáng à. Phải thì thà thôi. Con cái cũng có trứng, nhưng mà tay nhỏ quá nha, phải thà. Mọi người nhớ đừng có bắt nha. Hôm nay tụi mình thử bắt ban đêm xem là nó có khác ban ngày không. Đây là con đầu tiên của buổi tối. Mọi người mà bắt được con crayfish này là có trứng là nhớ thả về nha. Một khi mà to như thế này thì mình không được tiếp. Đấy, mình sẽ thả. Rất là bự. Con này có lẽ là ok à? Này là sai nha các bạn, nhưng mà mình dùng để đo tạm thời thôi. Là con này hơn 9 này, cái minimum của nó là 10. Thì mình nghĩ con này là 10 để chúng mình lấy cái thước khác mình đo cho đúng hơn. Nhưng mà con này là chính xác đấy. Ok. Cái sai đúng tiêu chuẩn của nó là 10. Thì từ cái mắt này tới đây đấy, hơn 10 nữa. 11. Hơn 11 luôn đấy. Hơn 11. Quả đẹp tại vì tính theo cái lưng của nó ở đây này. Đấy. 11,5. Đây. Tính theo đây. 11 đi. 11,5. Quả đẹp đây. Đây là điểm cuối của cái đầu nữa. Đây thì đây là điểm cuối nha. Ok. Thank you.
10 xăng vừa đẹp. 10 xăng dưới 1 tí. 10 xăng rưỡi. 10 xăng rưỡi ngay đây. Quá hợp lý. Good boy. Good boy.